Các em thân mến, hôm nay thì thầy sẽ dạy cho chúng ta cách thao tác trên database trên MySQL. Đó là một bài học vô cùng quan trọng để chúng ta có thể tạo ra được những các bảng, biểu vân vân trong database. Thế còn chúng ta phải tiếp tục học hai cái bài tiếp theo nữa, đó là bài tách chuẩn 3 và tách chuẩn Boycott ra ở trong các lực đồ quan hệ, thì thầy sẽ dạy vào các bài trong tiết tới. Nhưng trong tiết này hay trong bài học này thì thầy sẽ dạy cho chúng ta cách mà chúng ta thao tác trên MySQL. Thì đầu tiên thì các bạn kiểm tra xem đã chạy cái gem control panel chưa. Nếu mà nó ở trạng thái như này thì các em phải bật nút start cho thầy. Đó. Rồi sau đó thì thầy đã cho các em phần mềm Navigate Premium. Chúng ta chọn vào đây. Thế trong đây hôm trước thầy đã dạy cho chúng ta cách tạo hai connection. Nếu bạn nào chưa tạo thì các bạn tạo cho thầy là new connect nhá, MySQL vào đây. Các bạn đặt tên của các bạn vào đây. Đấy, ví dụ các bạn đặt tên là Minh chẳng hạn. Localhost. Rồi xong rồi. Đấy. Thì chúng ta chọn connect successful, nó đã connect vào trong rồi. Tức là đã kết nối rồi. Chúng ta ok. Ở trong đây chúng ta có rất nhiều như Minh, Thành, vân vân, thì chúng ta có thể xóa bớt đi. Chúng ta có thể xóa bớt cái connect này đi bằng cách là chúng ta chọn delete connection. Hai connection chúng ta cũng có thể xóa đi. Đây là cái môi trường tạo thôi. Thế trong đây chúng ta kích ra thì chúng ta mới có từng này cơ sở dữ liệu quản lý lớp vân vân bán hàng. Bây giờ chúng ta có thể tạo new database. Open database là mở ra, new database là tạo mới. Các bạn có thể tạo vào đây. Hoặc các bạn bây giờ thì dạy các bạn một cách tạo bằng lệnh. Các bạn vào query. Các bạn chọn new query. Các bạn đầu tiên các bạn tạo nhá. Ví dụ các bạn tạo là create. Đó, database. Rồi các bạn nhìn kỹ nhé để ghi vào vở khi chúng ta tạo. Ví dụ thầy tạo là My Guta là cái cửa hàng bán đồ đàn. Các bạn chấm phẩy vào đây cho thầy. Đấy. Thì câu lệnh này có nghĩa là tạo ra một cái database. Chúng ta refresh cho thầy thì MyGuta được tạo, nhưng nó chưa có bảng gì cả, nó mới là một cái database thôi, rỗng. Bây giờ các bạn có thể tạo new query một cái nữa. Các bạn tạo là create database và các bạn chọn cho thầy là if not exert my Guta. Câu lệnh này có nghĩa là gì so với câu lệnh trước? Câu lệnh này là tạo database cùng tên, nhưng nó tồn tại rồi thì sẽ xóa tên đó đi và thay tên, vẫn tên cũ chèn vào. Còn nếu không thì nó sẽ không làm gì cả. Có nghĩa là câu lệnh này nó kiểm tra xem có MyGuta rồi thì thôi. Còn nếu không thì nó tạo mới. Đấy. Rồi ok. Sau đó các bạn có thể tạo nhiều dòng truy vấn, các bạn chạy một lúc cũng được. Thì câu lệnh này nó cũng kiểm tra là gì, đã có rồi đúng không? Đấy, có rồi. Thế bây giờ câu lệnh thứ hai là câu lệnh là lựa chọn database. Thì các bạn ghi cho thầy là lệnh có tên là use MyGuta. Đấy. Thì lúc này vì là câu lệnh này làm sao? Câu lệnh này là trong này có rất nhiều như là bán hàng hồ sơ. Thì chúng ta chọn use MyGuta thì nó sẽ chọn cho chúng ta cái cơ sở dữ liệu đang hiện hành, tức là đang hiện thời đang làm việc, thì chúng ta dùng câu lệnh này thì tất cả những cái câu truy vấn trong MyGuta được thực hiện. Còn nếu không thì nó không biết là nó đang nằm với cơ sở dữ liệu nào, bởi vì trong đây có nhiều database, các bạn chú ý nhé. Đấy, và nó đang sử dụng là thế. Còn để xóa database thì các bạn xóa hết dòng này đi, các bạn chọn cho thầy drop database.
xóa đi nhá, các bạn dùng drop database MyUta. Đấy, các bạn enter thì bây giờ các bạn thử nhìn xem nhá. Rồi. Các bạn ấn này cho thầy. Thì bây giờ ta refresh lại xem còn không. MyUta đã mất. Đấy. Drop database MyUta, các bạn chú ý câu lệnh này cho thầy, đến lúc nào thì hỏi là chúng ta phải làm được. Drop database MyUta. Nhớ chưa? Đấy, là thầy đã dạy xong, chúng ta đã xóa bỏ đi cái lượng đồ ở cái database này. Đây không phải lượng đồ nhá. Rồi bây giờ chúng ta lại tạo mới là create. Đấy, thì làm kỹ như thế thì các bạn nắm được. Create database. Rồi. MyUta. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chạy. Ok, xong. Và chúng ta refresh lại. Đấy, chúng ta thấy MyUta xuất hiện đây. Đấy là cái câu lệnh mà chúng ta đã thực hiện. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ làm việc với cách tạo bảng. Tạo bảng thì cú pháp của nó như sau. Các bạn ghi cho thầy cú pháp tạm nhé. Còn đây là thầy nói là create. Thầy nói cho nên nói tạm thôi, chưa chạy được nhá. Table. Create table. Mở ngoặc ra. Trong là khai báo thuộc tính. Khai báo thuộc tính đấy. Đấy. Khai báo thuộc tính. Có nghĩa là các column hay là cột mà hôm trước chúng ta làm cái lượt đồ rồi đó. Sau các bạn đóng cái này lại. Đấy. Và cú pháp của nó là khai báo thuộc tính bên trong. Thế còn bên trong thuộc tính thì gồm có kiểu và kiểu của cột, kiểu dữ liệu. Thế bây giờ thầy sẽ nói cho chúng ta từng cái một. Ví dụ bây giờ chúng ta khai báo là chúng ta tạo một bảng là customer. Đấy, đây là bảng khách hàng. Chúng ta chú ý cho thầy xuống dưới. Chúng ta chọn customer ID kiểu là in nhá, chúng ta học dần đừng lệch một, làm cẩn thận thôi. Tiếp theo này, first name Vacha, chúng ta học đến đâu chúng ta sẽ nói đến đấy. Vacha đây là 60. Đó, đây là kiểu ký tự, các bạn chú ý cho thầy kiểu ký tự nha. Phẩy. Xong mỗi một cột thì các em thêm một dấu phẩy cho thầy. Và cuối cùng là last name. Tên gì, tên trước và tên sau. Các bạn nhớ thì chú ý cho thầy. Gồm Vacha. Đấy, các bạn cũng cho 60 cho thầy. Rồi. Kết thúc của cột cuối cùng thì chúng ta không cần phẩy, chúng ta chọn chấm phẩy. Được, chấm phẩy. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo nhá. Đấy. Khi mà nó nói là affected row bằng 0 thì có nghĩa là câu lệnh không bị lỗi. Và chúng ta sẽ chọn cái này ra. Chúng ta refresh lại cho thầy thì chúng ta nhìn thấy là customer đã được tạo và tạo theo đúng câu cú pháp này. Đấy, cần các bạn là cẩn thận thì các bạn cho xuống đây để nó dễ nhìn, nghĩa là đây là mở ngoặc của phần tạo các lực đồ gồm có các thuộc tính customer ID, first name, last name thì chúng ta chọn chỗ này nhá. Và bây giờ chúng ta mở cái bảng này ra thì chúng ta nhìn thấy là đã có các cột rồi. First name, last name. Được chưa các bạn? Rồi thì bây giờ chúng ta lại xuống dòng, chúng ta lại thao tác lại với cái bài này. Thì chúng ta xóa, thầy xóa đi cái cột này, chúng ta chọn delete cột đi, delete bảng này đi. Và chúng ta tạo mới một cái nữa. Cái nữa thì nó sẽ như nào? Chúng ta lại tạo create. Table. Create table nha.
Rồi các bạn chọn customer. Đấy, xuống dòng. Đấy, các bạn cẩn thận các bạn chọn này cho thầy chấm phẩy ở đây đã. Rồi ở đây các bạn này, để thầy nói từng cái một, customer. Cái này nó khác với cái trước như nào? Nó của thầy nó hơi chậm một tí. Các bạn đợi một tí nha, không biết là lỗi cái gì nó đang chạy chậm. Rồi customer. Cho ra cái Zalo này thì cái phát. Điều chỉnh nó lại chạy vào. Customer ID, và đây là kiểu nguyên, kiểu số nguyên. Các bạn chọn xuống đây cho thầy. Nhưng kiểu số nguyên lúc này thì các bạn sẽ ghi cho thầy là not null. Not null là gì? Là không được để trống. Và các bạn thêm cho thầy là unique, tức là duy nhất. Đấy. Nha, not null unique. Có nghĩa là thuộc tính này là duy nhất. Hay cột đó khi mỗi chèn một hàng vào thì dữ liệu trong hàng đó là duy nhất. Kiểu thứ hai, các bạn chú ý cho thầy first name. Đấy, vẫn cái bảng đó nhưng nó thêm có unique, có nghĩa là duy nhất. Tên trước chúng ta đánh varchar. Đó. Và chúng ta cho 60 ký tự vào. Phẩy xuống dòng. Last name cũng va cha. Cũng 60. Đó. Thì hàng cuối cùng các bạn để chống cho thầy thì có nghĩa là riêng cột này là có unique là duy nhất. Các bạn chú ý nhá. Rồi là chúng ta sẽ chạy, chúng ta sẽ được cái bảng này xong. Ok, bây giờ chúng ta vẫn dùng cái cột truy vấn này, chúng ta có thể sửa trong cửa sổ này hoặc các bạn tạo new truy vấn khác cũng được, tùy các bạn. Nhưng mà bây giờ đang thực hành với MyGuta, tức là cơ sở dữ liệu là MyGuta, thì các bạn có thể xóa cái này đi. Đấy, bây giờ các bạn tạo cho thầy một cái bảng là bảng order. Bảng tức là đặt hàng đấy. Table. Rồi chúng ta tạo order. Được chưa? Order đây là gọi là đặt hàng. Chúng ta chú ý hai cái dấu đóng, cái dấu gọi là dấu ngoặc đơn đấy. Rồi chúng ta bắt đầu chọn nhá. Từ khóa thứ nhất là order id in, đấy là cột order not null. Rồi unique
là cho duy nhất, phẩy xuống dưới, nghĩa của nó là duy nhất, customer, customer ID in not null. Đấy. Rồi order number, order number, order number là gì? Là thứ tự của cái đơn hàng đó, cái đơn hàng đó. Để chúng ta lưu cái order number, chúng ta chọn số là varchar. Varchar đây để các bạn đánh ký tự vào, chúng ta đánh 50. Đấy, sau này để chúng ta điền thứ tự not null. Rồi, chúng ta tiếp tục order date. Order date. Order date là ngày đặt hàng, chúng ta kiểu date. Đấy, rồi chúng ta ghi cho thầy là not null. Các em đánh chữ hoa được, chữ thường được. Rồi order total. Order total nghĩa là tổng của hóa đơn là bao nhiêu thì, mà là bao nhiêu thì chúng ta đánh là decimal. Decimal có nghĩa là đây là số thập phân, thì các bạn có thể đánh 9 cho 9 vị trí cho ký tự số. Đấy, nên hàng tỷ đúng không, và hai ký tự thập phân. Chúng ta ghi như thế này có nghĩa là nó sẽ lưu được 9 cái chữ số đằng trước và hai chữ số thập phân theo sau, và chúng ta sẽ ghi là not null. Rồi tiếp theo là payment total. Payment total là gì? Là phải trả là bao nhiêu, thì chúng ta cũng ghi là decimal. Chúng ta cũng cho đặt một cái định dạng là 92. 9 ký tự nguyên ở đằng trước và thập phân là 2. Chúng ta ghi cho thầy là not null. Hoặc là chúng ta ghi chữ default. Mặc định là số 0. Mặc định là số 0. Thế bây giờ thầy giải thích nhé. Order ID chính là key, là khóa để nó xác định là gì? Đơn hàng này do những thành phần này sẽ, nó sẽ phụ thuộc hàm. Có nghĩa là nếu như các bạn, đây thầy viết tạm ở dưới nha, lại ra thầy phải có một cái nữa. Tức là order ID đấy. Thì theo nó sẽ phụ thuộc hạ, nó sẽ thì xác định cho chúng ta toàn bộ các thuộc tính bên trong duy nhất. Thì ở đây order cũng là một khóa giống như bên trong mà chúng ta đã tạo ở trong cái bài hôm trước ấy, cho chuẩn. Chúng ta thấy là ở chuẩn 3, chuẩn boycott. Đấy. Chuẩn 3 là gì? Là không có phụ thuộc hàm, không có phụ thuộc bắc cầu và khóa chính. Chuẩn boycott thì các thuộc tính của chúng ta là gì? Nếu nó phụ thuộc hàm thì cái kia, cái thuộc tính khóa đó phải là khóa của bạn. Nên chúng ta xem lại định nghĩa hôm trước thầy đã nói rồi. Đấy. Chúng ta tất cả những này là mỗi một order ID nó xác định order customer ID, order number, order date, order total, vân vân. Đấy, chúng ta nhìn vào đây. Thì cái bảng này sau khi xong rồi thì chúng ta sẽ chạy cho thầy là run. Đấy, và bảng này đã chạy xong. Thì chúng ta nhìn ở đây, chúng ta sẽ thấy là chúng ta di phép, chúng ta sẽ thấy hai bảng. Đấy, customer và order. Đấy. Customer thì mỗi customer nó xác định cho chúng ta gồm first name và last name. Vì ông John, first name là John, đằng sau là thì Maika vân vân. Nói chung là tên về tiếng Anh thì chúng ta có thể đặt tên là gồm tên trước và tên sau. Đấy, đấy là những cái mà thầy vừa nói.
Thế bây giờ chúng ta sẽ sang cái mục tiếp theo, đó là chúng ta phải đặt là một cái khóa chính. Đặt khóa chính. Thế để đặt khóa chính như vậy thì chúng ta sẽ làm như nào? Ví dụ bây giờ thầy muốn đây là hai cái bảng ta tạo rồi nhá, ta đã thấy là tạo rất là ngon đúng không? Bảng order thì chúng ta được có từng này cột đúng chưa? Đấy. Thế bây giờ thầy lại nói lại một lần nữa. Thế bây giờ chúng ta nâng cấp một cái khái niệm lên, đó là khóa chính của nó. Thì chúng ta sẽ làm như nào? Bây giờ thầy lại xóa đi hai cái này vì hôm nay là thầy dạy thực hành, cho nên là các bạn có thể xóa nó đi. Đấy, hoặc là chúng ta dùng lệnh drop table đúng không? Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ coi như là rỗng nhá, chưa có gì. Rồi chúng ta vào query, còn cái đây là cái vết của nó. Rồi chúng ta sẽ tạo một bảng customer gồm có khóa chính tăng tự động thì chúng ta phải tạo nào? Create customer. Đó. Rồi bảng customer chúng ta xuống dòng cho thầy. Lúc này chúng ta sẽ không khai báo đơn giản như ở ví chủ chữ dụ trước nữa. Customer. Rồi ID kiểu nguyên. Được chưa? Not null. Đấy, not null nhá, kiểu nguyên này không được rỗng này. Rồi chúng ta đánh cho thầy chữ primary. Primary là chính, là khóa chính, key. Key. Chưa? Auto. Increment. Khóa chính tăng tự động. Vì hôm trước chúng ta đã làm với bằng tay, nhưng hôm nay là chúng ta làm bằng lệnh. Auto increment. Rồi thầy có một trường, một cái thuộc tính nữa là email address. Đó, kiểu varchar. Chúng ta cho thoải mái là 255 đi. Rồi, not null. Unique, tức là duy nhất. Hộp thư thì phải là duy nhất đúng không? Nó luôn nhá. U đấy. Và chúng ta xuống dòng. Thế câu lệnh này sẽ tạo ra chúng ta một bảng customer với, chúng ta có thể thêm last name ở đây được. Last name với varchar. First name chúng ta có thể chèn đây. Đây các bạn cho phẩy cho thầy nhé. Rồi các bạn xuống dòng gửi cho thầy. Các bạn đến first name. Varchar 60 phẩy. Đấy. Thì đây là một bảng chúng ta đã có khóa chính. Thì bây giờ thì chúng ta chạy này, run. Nó báo gì nhỉ? Báo chúng ta là in not null primary key auto increment. Increment. Để chúng ta xem nó sai chỗ nào. My address rồi not null increment. Để thầy đánh lại chỗ này. Primary not null nhá, kiểu nguyên này. In not null. Rồi primary key auto. Increment. First name varchar 60. Rồi bây giờ chúng ta để chạy. Nó bảo có một lỗi sử dụng customer ở near, gần customer. Customer ID.
integer not null. Customer ID integer not null. Đúng rồi mà. Not null được. Thử xem cái này. Cũng là kiểu nguyên thì em cứ tắt thôi. Thì cái này thầy ghi lại để thầy nhớ nhá. Query này là tạo customer rồi để nhớ lại cái đây thì chúng ta chạy một cái này à đây create table chúng ta chưa có đấy, phát hiện ra là như thế. Và bây giờ chúng ta ghi vào chúng ta chạy này view xong rồi. Ồ, xong rồi bây giờ chúng ta sẽ gì refresh lại đúng không? Refresh lại nhá. Chúng ta nhìn thấy bảng customer lúc này có khóa chính là đây. Đấy. Ngon chưa các em? Rồi bây giờ chúng ta thử view design nhé. Đây, tự nhiên nó làm khóa chính cho mình luôn ở đây và auto increment ở tại đây. Các em thấy chưa? Tạo tay cũng vậy mà tạo bằng lệnh cũng vậy. Đấy là câu lệnh mà chúng ta vừa học cách tạo như vậy. Thầy dạy cách tạo thứ hai vẫn tương đương như thế để chúng ta có thể làm. Bây giờ chúng ta lại vào query mới. Đó. Các em nhìn thấy là mới query cũ thì là hàng trên kia, còn query mới này thì chúng ta lại tạo như vậy nha. Chúng ta xóa hết đi rồi thì chúng ta lại tạo là create. Chúng ta học nhiều cách để chúng ta hiểu create customer table khách hàng đấy, được chưa? Đấy, lúc đấy là thiếu table nhá. Rồi xuống dòng chúng ta chốt cái này vào đây để chúng ta không quên. Các bạn chú ý nhá, thiếu một cái từ nào là nó sẽ báo lỗi từ đó. Chúng ta sẽ tạo là bảng cột thứ nhất là customer ID, ở đây là kiểu nguyên. Rồi not null in key auto, cái này thầy không cho key nữa mà thầy cho key đằng sau. Auto increment đấy, phải xuống dưới. Rồi email address. Đó, địa chỉ nhá, các bạn có thể cho vacha là số các ký tự dài đến 255, các bạn cho 255 cho thầy. Và not null. Đấy. Not null cho thầy nhá. Rồi unique là duy nhất, phải xuống dòng. Rồi chúng ta đến primary là phần khai báo. Thì cái query trước, cái truy vấn trước và truy vấn này nó đều cho chúng ta một cái bảng giống nhau. Thì chúng ta ghi là primary. Đấy. Key nhưng mà key cái gì? Key cái customer ID. Có nghĩa là các bạn thấy là ở cái truy vấn trước thì customer ID nó null rồi primary key, sau đó đến auto increment thì viết liền cái dòng này. Nhưng đây mình viết xong mình viết sau cũng được. Đấy. Còn first name thì các bạn chèn vào đây. Và cha. Đấy. Hai cách tạo bảng được như vậy. First name, last name, last name. Cũng va chai. Các bạn cho 60 cho thầy. Đấy. Phẩy đây. Rồi. Bây giờ cái dòng là của cái query này thì các bạn sẽ ghi nó vào để nó gọi là để tạo bảng customer 2.
Được chưa? Thì bây giờ chúng ta nhìn thấy hai query này, tạo bảng custom và một này, thì nó dòng primary nằm trên đây, còn tạo bảng hai thì nó nằm ở đây. Bây giờ chúng ta cùng chạy nhé, chạy cái bảng này xem nó có ra không. Đấy, cũng ra như vậy đúng không các em? Và chúng ta refresh lại, chúng ta nhìn thấy đấy, cũng như vậy. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta, đây là chúng ta đã biết cách thao tác trên một bảng. Bây giờ thầy mới nói là cách tạo ra một cái bảng có hai khóa, có hai khóa đấy, để cho chúng ta làm việc nó như nào. Tức là chúng ta sẽ hiểu là không những chỉ tạo là bảng một khóa, mà chúng ta tạo hai cột chập vào một khóa. Có nghĩa là trong khóa chính của chúng ta sẽ có hai cái cột thuộc tính, gọi là cột thuộc tính không nguyên tử, đúng không? Giống như mà chúng ta đang học ở trong bảng, trong cái phụ thuộc hàm đấy, trong lý thuyết về đại số, thì chúng ta thấy là cái cột đó sẽ không phải là cột nguyên tử, mà cột là gồm có hai cột. Bây giờ chúng ta tạo ra một query thứ ba. Bây giờ một thầy tạo một bảng là order item. Thế bây giờ thầy tạo nhé, create table. Các bạn học kỹ cho thầy như thế, order item, được chưa? Xuống dòng đấy, các bạn bục cái này cho thầy, enter. Lên trên đây, các bạn tạo cho thầy là order ID kiểu nguyên, in này được mà integer cũng được, các bạn cho nó null. Đấy. Rồi product ID các bạn cũng kiểu nguyên, not null. Tiếp theo các bạn cho cột item. Item là một cái, nó giống như là một cái đơn vị thôi, người ta muốn nói một cái item chung. Giống như là trong một cơ quan thì item ở đây có thể là những con người, trong sản phẩm thì item là những mặt hàng, rồi trong bán hàng thì item nó gọi như thế, rồi trong các đối tượng của bên trong lập trình người ta cũng gọi là item, nghĩa là item nói lên một cái đơn vị đếm thôi, đại diện cho một đối tượng của nó. Item price tức là giá cả, thì chúng ta đi xem màu, chúng ta đi xem màu, chúng ta cho là 12 nghĩa là hai số thập phân, chúng ta cho nó null. Rồi discount amount là gì? Là discount amount các bạn học trong thống kê kế toán ấy, amount là số lượng. Discount đây là có thể là nó về là chiết khấu vân vân. Đấy. Thì các bạn chọn cho thầy là decimal. Rồi các bạn chọn cho thầy là 10,2 not null. Các bạn cứ tập làm những cái bài này cho thầy. Đấy, rồi khoan chúng ta quantity ở trong thống kê tiếng Anh, trong kế toán nó là quantity, nó nói về số lượng, not null nhiều lắm. Withdraw nghĩa là rút tiền, chúng ta chọn làm quen với những từ đó. Primary bây giờ thầy mới sử dụng là gì, là primary key. Đó. Key ở đây thì thầy ghép hai cái cột làm thành khóa, đó là order, cái này thì không tăng tự động, order ID, tức là chúng ta phải đánh đúng như ở trên kia, order ID và product ID.
Các bạn chú ý nhé. Đây nó sẽ lấy hai cái này nó ghép vào đây làm khóa chính. Còn bình thường khi không có dòng này thì nó sẽ không tạo khóa cho các bạn. Các bạn chú ý nhé. Đó, hai cái đây. Bây giờ chúng ta chạy nhé. Chạy xong rồi thì bây giờ các bạn nhìn vào đây. Đấy, đi phép các bạn nhìn thấy này. Order này. Đấy, đủ chưa? Đủ cột rồi, các bạn có thể đưa chuyển ra để các bạn đánh nhập số vào. Đấy, đánh nhập số vào. Bây giờ chúng ta sẽ xem design thì chúng ta khóa của chúng ta là cái gì. Đây, hai cái này là nhập thành key. Đúng chưa? Đấy, ngon rồi. Thế các bạn đã hiểu được vấn đề là chúng ta đã làm được, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ học một lệnh tiếp theo. Các bạn chú ý nhá, bài học hôm nay rất là sinh động, rất nhiều ý nghĩa. Tiếp tục, tiếp theo là thầy dạy cho các em cách đổi tên bảng, đổi tên thuộc tính để cho chúng ta thấy là nó rất là linh động như thế nào. Bây giờ chúng ta vào query. Đấy, chúng ta tạo là đổi tên bảng. Để đổi tên bảng thì bây giờ chẳng hạn như thầy muốn đổi tên customer, ví dụ trong một quá trình mà các bạn không đồng bộ thống nhất dữ liệu, các bạn muốn đổi tên bảng để đỡ bị nhầm lẫn thì các bạn đổi tên cho thầy là alternate, có nghĩa là thay đổi, nhưng alter là viết tắt của chữ alternate trong tiếng Anh, table. Đó. Rồi customer. Bây giờ thay đổi tên tiếng Việt nhá. Gname. Customer gname. Thay đổi tên là khách hàng. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đây, đây là lệnh đổi tên nhá. Các bạn chú ý cho thầy để chạy này. Rồi bây giờ thầy refresh lại. Đấy, khách hàng của thầy bây giờ chính là đây. Tên nó được thay đổi, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Đấy, đổi tên khách hàng. Rồi, các bạn đã hiểu được. Các bạn nào không nhớ thì tua lại video để các bạn xem. Thầy đã đổi tên là khách hàng như vậy. Bây giờ thầy sẽ đổi tên. À, hay là thêm một cột ở cuối bảng. Các bạn chú ý nhá. Rồi bây giờ thầy chọn này. Đây, bảng khách hàng. Khách hàng của ta gồm có last name ở cuối, đúng không? Thế bây giờ thầy mới tạo là thêm một cột, cột nào đó, ví dụ cột nào đó khách hàng chúng ta gồm có mấy cột, các bạn nhìn thấy mấy cột, 1, 2, 3, 4, đúng không? 3, 4. Thế bây giờ chúng ta sẽ thêm một khách hàng nữa là phone number vào đây cuối, được chưa? Thêm một cột phone nhé. Thì bây giờ cái chẳng nhẽ bây giờ một cái bảng đã chèn dữ liệu rồi mà chúng ta muốn thêm một cột mới để ta chèn thêm phone number thì chúng ta phải làm như nào? Là chúng ta không thể là xóa hết bảng chúng ta làm lại gõ từ đầu, nó rất là mệt. Mà các bạn chỉ thêm một cái cột là phone number ở cuối. Đấy. Hay là chúng ta thêm một cái mobile phone, mobile ở phía cuối cũng được. Các bạn có thể thêm như sau. Alter table. Đó, khách hàng. Vì là thay đổi tên là khách hàng rồi, không phải customer nữa, đúng không? Đó, thì các bạn sẽ thêm là add thêm phone number. Thêm số phone ở cuối gì? Ở cuối cùng. Các bạn nhớ cho thầy nhé. Thêm vào nó. Đấy. Và kiểu là gì? Va cha. Đấy, thầy cho số phone, thầy cho là 20 đi. Thầy viết cho nó xông xanh. Đấy. Bây giờ thầy chạy nha. Các bạn nhìn này. Thêm một cột phone number vào bảng khách hàng. À, bây giờ chúng ta sẽ mở khách hàng ra chúng ta xem.
chúng ta chạy. Đây chúng ta thấy cột phone number được thêm vào chưa? Đấy. Thế các bạn chú ý cho thầy nhớ câu lệnh đấy cho thầy nhá. Rồi. Bây giờ này. Thầy này nói tiếp. Đấy. Mỗi một giây một phút ở trong video là một cái cực kỳ quan trọng. Rồi bây giờ thầy đợi thầy tí, thế nó đang chạy đang chậm. Rồi, thì tạm thời chúng ta đã học đến clip này nhá, để thầy sẽ nối liên tiếp đến các phần tiếp theo. Thì bây giờ thôi tạm thời như này vì nó đang treo, các bạn chú ý cho thầy, nó đang treo máy thì thầy...